Ông nội mày, người chết thì cứ chết đi, người thả vợ đẹp của ta Kha ra rồi hãy chết. Dương gia ơi, ông không sao chứ? Dương gia, vị thức gia đến thăm hỏi người. Dương gia, ông từ từ dưỡng thương, tôi không phiền ông nghỉ ngơi. Vừa tội lắm, cho chết luôn. Dương gia, con tiễn vị thức gia. Ta kiến tổng đốc đại nhân, phụng lệnh của Dương gia cho phép Khâm Sai đại nhân đích thân ra hỏi phạm nhân. Các người ra ngoài đi. Dạ. Lão già này cơ quan mật thất trùng trùng như vậy, còn nói là không có âm mưu nữa. Đại nhân, mời. Nè, đứng lên. Khâm Sai đại nhân muốn đích thân ra hỏi người. Sao cô đây vậy? Cái gì? Sao nhốt cổ trong này? Nó là thích khách hành thích Dương gia. Dư đại nhân, ông quen với nó thật à? À, ông nội mày đâu có phải là A Kha. Nhưng mà mặc kệ, dù sao cổ cũng là vợ nhỏ của mình. Mình không thể thiên vị như vậy. Ngồi mặt đây. Tôi quen với cổ. Cổ là cung nữ của công chúa. Trong số bao nhiêu cung nữ, cổ là người công chúa thương nhất. Tại cổ tự nói cho ông biết cổ tên là Dương Khải Nhi và cung nữ của công chúa. Tôi hỏi mãi ai đã sai khiến nó cũng không chịu nói. Nhưng đã có người nhận ra nó từng xuất hiện ở An Phụ Viên. Hả? Dương Khả Nhi, cô to gan lắm à, dám hành thích Bình Tây Dương. Ai đã sai khiến cô? Nói mau, kẻ nào sai khiến, kẻ nào là đồng đảng của cô? Là hắn đó. Là hắn sai khiến tôi giết Ngô Tâm Quế. Hắn chính là đồng đảng của tôi. Người nói bậy. À, ông định chối hả? Rõ ràng là ông sai biểu tôi đi giết Ngô Tâm Quế. Ông nói nếu giết được Ngô Tâm Quế, ông sẽ có thể thắng quan phát tài chứ gì. Từ nay không ai chửi, không ai đánh ông chứ gì. Đúng rồi. Ông nói ông thường bị Ngô Tâm Quế vừa đánh vừa chửi. Ông rất muốn đích thân giết chết hắn. Nhưng mà ông lại không có lá gan. Nè, Dương Khả Nhi, cô không được ăn nói lung tung nha. Cô có biết người ta đường là con rể của Bình Tây Dương Hạ Quốc Tương Hạ Tổng Binh hay không? Cô không được tùy tiện hãm hại người khác mà. Tôi không có hãm hại ông. Rõ ràng là Hạ Tổng Binh đã sai khiến tôi đi giết Ngô Tâm Quế. Ông còn nói nếu giết được Ngô Tâm Quế, ông sẽ rất vui mà. Với lại sẽ có thể làm Bình Tây Dương. Nhà đầu kia, ngươi còn nói lung tung, ta sẽ giết ngươi. Hạ Tổng Binh, sao ông không cho người ta nói? Ông muốn giết người diệt khẩu nữa hả? Không lẽ những gì cô nói là thật? Vì đại nhân, ăn nói không được lung tung. Vì lời nói dĩ nhiên là không được nói bậy rồi. Đi hỏi Dương gia sẽ biết liền à. Lát nữa tôi đi hỏi Dương gia để coi có phải ông thường ngày đánh ông, chửi ông, làm cho ông bất mãn không. Vì thức gia, những lời nói này không thể nói với Dương gia được. Bấy lâu tôi đối với Dương gia rất mực trung thành. Những người không có ý đánh hổ, hổ lại có ý hại người. Từ xưa tới nay những kẻ trung thành đều chết rất là thảm. Chặt tay, chặt chân, móc mắt, chặt gân, cắt lưỡi, bị chặt thành từng khúc xương vậy này. Tóm lại bao nhiêu thê thảm cũng có đủ trơn á. Hạ Tổng Binh theo Dương gia bấy lâu, không lẽ chưa có chứng kiến những cảnh này ha? Có câu phòng ngày phòng đêm, giặc nhà khó phòng. Dương gia rất kỵ những người bên cạnh ổng, bán đứng ổng. Nếu Dương gia biết bên cạnh ổng có kẻ phản bội ổng như vậy, ông nghĩ Dương gia sẽ đối phó với người này như thế nào? Vì thức gia, sống chết tương lai của Hạ Quan cũng nhờ vào một lời nói của Di Thức Gia. Mong Thức Gia mở lượng hải hà. Ông muốn tôi mở lượng hải hà phải không? Vậy thì ông phải hẹp lượng hải hà mới được. Ông thả cổ ra đi, để tôi dẫn cung nữ này về cho công chúa đích thân tra hỏi. Thức Gia thật sự nhận ra người này là tỳ nữ của công chúa sao? Nhưng mà luôn cả tướng mạo thân hình của công chúa nó cũng không nói được. Cổ chỉ muốn binh vực công chúa nên mới nói như vậy thôi. Cái cô cung nữ này nè, trung thành với công chúa và không muốn liên lụy Hạ Tổng Binh, hiếm có đó. Vậy thôi được, làm phiền Thức gia viết thủ ngữ cho tôi, nói là đã giải phạm nhân đi. Viết thủ ngữ vậy? Tôi không biết lấy chữ lấy gì viết. Như vậy đi, đem cái tính vật này về cho ổng nè. Còn không mở khóa.
Dương gia, vị thức gia đã tới rồi. Dương gia, gọi tôi đến gấp như vậy không biết có chuyện gì không? Sao ông không cố gắng nghỉ ngơi? Vị thức gia, sự việc trọng đại nên phải phiền ông vào phủ gặp mặt. Lại có chuyện lớn nữa à? Sao các ông có nhiều chuyện lớn quá vậy? Có bộ phủ Bình Tây Dương không nên ở lâu à? Ông nên tìm thầy coi phong thủy đi. Có người cáo mật với Dương gia. Cáo mật cái gì? Chi hương chủ Thanh Mộc Đường Thiên Đệ Hội, xin chào. Hay lắm cái tên giác gan này, chết tiệt này. Không những bắn đứng người một dân phủ còn hại luôn cái lão tử. Để ta cười cho người sợ. Cười rồi tìm cái khống chế người kia đã. Hay lắm, giỏi thiệt nha. Ta là Di Hương chủ của Thanh Mộc Đường. Ngươi muốn chối à? Ta đã nói hết mọi chuyện cho Dương gia biết rồi. Có khi nào ngươi còn bỏ sót không? Ta không chỉ là Di Hương chủ của Thanh Mộc Đường, mà còn là Ngũ Long môn chi thủ, nắm giữ Ngũ Long lệnh của Thần Long Giáo, trưởng môn Bạch Long Sứ cũng là ta. Vậy ngươi nói cho Dương gia biết, ta là đại đệ tử thập nhất của con gái hoàng đế Đại Minh Trường Bình công chúa Độc Thủ Thần Ni không? Ngươi có nói cho Dương gia biết là luôn cả hoàng thượng cũng phong cho ta làm bách biến thần đồng tiểu Bạch Long Lanh Lợi không? Tiểu quế tử không? Vậy ngươi có nói cho Dương gia biết ta có bao nhiêu thân phận cũng phụng mệnh của hoàng thượng thấm thính quân địch không? Và ngươi có nói cho Dương gia biết hoàng thượng đã biết hết rồi không? Dương gia, ngài đừng tin tên vô lại này. Hắn chỉ muốn làm người ta phân tâm, ai nói lung tung ngài đừng có tin hắn. Ta thì không nên tin, còn ngươi thì biết sẽ nói ra hết. Nói ra hết chứ gì phải không? Điều đó đương nhiên. Tốt. Vậy lần trước ngươi vào cung hành thích hoàng thượng, cái ngươi mặc là quần áo của phủ Bình Tây Dương, cái ngươi dùng là binh khí của phủ Bình Tây Dương, muốn giá họa cho phủ Bình Tây Dương, ngươi có nói cho Dương gia biết chưa? Chưa hết. Ngươi hành thích thất bại thì bị người ta giam giữ ở trong thiên lao. Ngươi quỳ xuống năn nỉ xin ta cứu ngươi ra. Ta không cứu ngươi, ngươi lại bỏ mặt vợ ngươi tặng cho ta. Ngươi có nói với Dương gia chưa? Còn nữa, cuối cùng kẻ nào đó khoan dung đại lượng, hành hiệp trượng nghĩa, coi Ngô Tuấn Tú thiếu niên anh hùng cứu ngươi ra. Ngươi có nói với Dương gia chưa? Vậy thì nhất định ngươi không có nói với Dương gia. Ngươi là một tên cẩu tặc vô sĩ, vong ân bội nghĩa, luôn cao nhân cứu mạng cũng muốn phản bội. Ta biết lần trước Mộc Dương phủ các ngươi hành thích hoàng thượng, kế hoạch giá họa cho Dương gia bị thất bại, rồi các ngươi lại sử dụng khổ nhục kế tiếp tục phản bội bạn bè đầu quân Dương gia, mượn cớ để thu nhập bằng chứng tạo phản của Dương gia phải không? Còn bằng không á, Mộc Dương phủ của các ngươi và phủ Bình Tây Dương có mối thù không đổi trời chung, tại sao ngươi lại đầu quân kẻ thù vậy? Dương gia, tôi luôn thật lòng mà. Đó, mọi người xem đi, Cà Lâm, nếu không phải có tật giật mình thì làm sao Cà Lâm được? Dương gia, tôi thật sự lo lắng cho ông đó. Ông đi tin những cái tên tiểu nhân như vậy. Hôm đó hoàng thượng biểu tôi giả bộ thả bọn chúng ra, chẳng qua muốn xem Mộc Dương phủ và phủ Bình Thái Dương có cấu kết hay không. Dương gia, tôi nói thật, ông chiêu dụ những kẻ từng vào cung hành thích hoàng thượng, trong vô tình thì ông đã thừa nhận ông và Mộc Dương phủ cấu kết âm mưu tạo phản. Nhưng mà cũng mất tình mất nghĩa lắm. Cái này tuyệt đối không phải là tầm thường, có thể gọi là thiên tiên cuộc. Ông nghĩ đúng không? Nói lung tung. Người không cần xảo quyệt nữa. Thiệt tình tôi không ngờ nha. Một kế giá họa một lần không được, đi theo cái cũ mà làm lại lần thứ hai, ngược lại thì không được. Nhưng mà Dương gia có thể yên tâm, Di Tiểu Bảo này rất là lanh lợi, tôi đã nhận thấy tất cả đều là âm mưu của Mộc Dương phủ, không liên quan gì đến ông. Tôi sẽ bẩm minh mọi việc với hoàng thượng, ông hoàn toàn có thể yên tâm. Thật tình, tôi không dám tin những kẻ tiểu nhân bị ổi như vậy. Chúng tôi muốn mời vị thức gia qua đây, vạch trần khổ nhục kế của hắn. Mọi việc tùy vị thức gia định đoạt. Không dám đâu. Nhưng mà Dương gia giữ lại những cái tên vô sĩ ăn cháo đá bát như vậy ở bên cạnh, tôi thấy lo cho ông lắm á. Không ổn đâu Dương gia ơi. Tóm lại Dương gia hãy tự liệu thân mình. Chút xíu nữa tôi quên rồi. Nè, ngươi đừng có sợ, Dương gia sẽ tiếp đãi ngươi đàng hoàng. Dương gia, ngươi đừng tin lời hắn, tôi thật lòng đầu phương mà Dương gia. Lôi hắn xuống dưới.
nghiêm hình tra hỏi cho ta. Dạ, Dương gia, đừng mà Dương gia, nghe hãy nghe tôi nói đã, Dương gia,